Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 153. Sau khi nhìn thấy cuộc đối đầu giữa Dương Bách Xuyên và Yến Vô Sơn, Đỗ Kiệt Bân không còn do dự nữa và nhanh chóng tăng tốc tu luyện cho phong lôi tiên thể, nếu hoàn thành sớm hơn, hắn ta có thể giúp đỡ Dương Bách Xuyên sớm hơn. Cuộc đối đầu giữa Dương Bách Xuyên và Yến Vô Sơn cuối cùng cũng nổ ra. Khi đống đổ nát từ trong hang rơi xuống, hai người họ chiến đấu và rút lui. Tay cầm diệt rồng của Dương Bách Xuyên run rẩy, nhưng khuôn mặt đỏ bừng, không hề tỏ ra sợ hãi, trong mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu và phấn khích. Bởi vì sau lần đối đầu này, cảm giác bùng nổ trong cơ thể hắn đã được giải phóng, khiến cho quá trình hấp thu và vận hành của Càn Khôn Đạo Nguyên thuận lợi hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn nuốt 3 viên kim nguyên chân đạo đan trong một hơi. Theo logic thông thường, thiên tiên sơ phẩm có thể bước vào cảnh giới của chân tiên thực sự bằng cách uống một viên kim nguyên chân đạo đan. Lúc đầu hắn nuốt một viên kim nguyên chân đạo đan, nhưng vẫn cảm thấy Càn Khôn Đạo Nguyên ngu xuẩn, ăn không đủ, sau đó hắn một hơi nuốt 2 viên. Kim nguyên chân đạo đan, lại suýt chút nữa nổ tung. Giờ phút này hắn và Yến Vô Sơn giao chiến kịch liệt, lại cảm thấy thoải mái khó tả. Nếu đổi lại là bất kỳ vị tiên nào khác, cần gì 3 viên kim nguyên chân đạo đan, 2 viên cũng sẽ nổ tung mà chết. Không giống như một kẻ quái đản như hắn, dù có nguy cơ bùng nổ nhưng sau cú đánh với Yến Vô Sơn, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hắn ta cũng cho Càn Khôn Đạo Nguyên thời gian để đệm và bắt đầu hấp thụ và luyện chế lượng linh dược khổng lồ trong cơ thể một cách bình thường. Vào một thời điểm nhất định, Càn Khôn Đạo Nguyên trong người Dương Bách Xuyên đột nhiên rung chuyển và phát ra một âm thanh nhỏ. Bùm! Dương Bách Xuyên trong lòng vui mừng khôn xiết, tu vi của hắn rốt cuộc đã đột phá một cảnh giới nhỏ, từ tu vi thiên tiên sơ phẩm lên thiên tiên trung phẩm. Và nó vẫn đang tăng. Ha ha ha, Yến Vô Sơn tới đây. Dương Bách Xuyên cảm thấy thoải mái khó tả, toàn thân tràn ngập sức mạnh vô tận, trong lòng vẫn đang hoảng sợ. Hắn biết rằng hắn cần phải giải phóng sức mạnh hùng vĩ trong cơ thể thông qua chiến đấu để nâng cao trình độ tu luyện của mình. Chiến đấu với Yến Vô Sơn không những không ảnh hưởng đến hắn mà còn kích thích giải phóng sức mạnh dư thừa trong cơ thể, khiến hắn thoải mái hơn. Hãy để nội lực của Tô Luân được cân bằng. Trong khi cười điên cuồng, Dương Bách Xuyên nuốt thạch tiên quả thứ hai bằng trái tay để tăng cường khả năng phòng thủ. Dù sao hắn cũng có thể tạo ra thạch tiên quả ổn định, một quả thạch tiên quả phòng ngự kéo dài 10 hơi thở, cho nên hắn sẽ tiếp tục nuốt để tăng cường phòng ngự. Cố gắng đừng để bị thương. Giết! Thanh kiếm khổng lồ của Dương Bách Xuyên lại tấn công về phía Yến Vô Sơn. Nhưng lúc này, Yến Vô Sơn trong lòng đang loạn lên, ông ta không ngờ tiểu tử này sau khi bị ông ta toàn lực đánh lại không hề bị thương, ngược lại đột phá tu vi, cảm nhận được khí tức trong cơ thể Dương Bách Xuyên vẫn đang tăng lên nhanh. Chóng! Yến Vô Sơn nghĩ đến viên thuốc Dương Bách Xuyên đã nuốt trước đó, trong lòng chấn động, nghĩ đến đan kim nguyên chân đạo. Trong lòng thầm nguyền rủa. Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân sợ rằng họ thực sự đã lấy được tiên đan gì đó trong mật thất luyện đan. Lúc này ông ta không thể ngồi yên, bởi vì Dương Bách Xuyên đã chủ động giết ông ta. Yến Vô Sơn lúc này không dám khinh thường, hừ lạnh một tiếng, trong tay lóe lên một tia sáng, một món tiên khí trung phẩm hạ đang xuất hiện, đó là một cây roi dài màu đỏ. Tên là Phần Thiên Tiên. Ông ta đã tốn rất nhiều tiền mới có được món vũ khí tiên roi dài này. Nó được nuôi dưỡng bằng sức mạnh tiên nguyên trong cơ thể ông ta nên không dễ sử dụng. Nhưng bây giờ Yến Vô Sơn cảm thấy mình không thể làm được nếu không sử dụng tiên khí, bởi vì Dương Bách Xuyên dường như càng ngày càng mạnh hơn sau nhiều trận chiến, và trình độ tu luyện của hắn cũng tăng lên đáng kể. Rắc! Yến Vô Sơn cầm cây roi dài trong tay và bất ngờ dùng tia sét quất vào Dương Bách Xuyên. Gầm! Khi Yến Vô Sơn rút tay ra, ngọn roi hóa thành một con mãng xà lửa. Gầm lên và quét về phía Dương Bách Xuyên. Bát hoang quy nhất, chảm mấng xà. Dương Bách Xuyên cũng gầm lên, với sự hỗ trợ của thần hồn Hắc Liên cho đồ long kiếm trong tay, đồ long kiếm lóe lên thành 8 bông hoa sen đen và lập tức hợp nhất thành một, biến thành một thanh kiếm. Hắn nhìn ngọn roi của Yến Vô Sơn, không dám khinh thường. Tiên khí vẫn là một cây roi dài uy lực, nhìn thấy cây roi dài biến thành một con mãng xà rực lửa đang lao tới, Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, vung kiếm chém ra. Bùm! Sau một cuộc đối đầu khác, lần này toàn bộ hang động như sắp sụp đổ. Cây roi dài của Yến Vô Sơn có ngọn lửa, và Dương Bách Xuyên dùng kiếm chém nó, vẫn là một cuộc đối đầu trực diện. Một dòng lửa bao trùm lấy hắn. Tuy nhiên, hắn cũng chặt đứt con mãng xà mà cây roi dài của Yến Vô Sơn biến thành.
một lực rất lớn đánh vào hắn, và ngọn lửa nóng bỏng ngay lập tức chạm vào hắn. Dương Bách Xuyên lùi lại mấy chục mét rồi dừng lại, nhưng hẳn hoàn toàn không quan tâm đến ngọn lửa trên người mình, bởi vì hắn đang mặc tiên y, luận cấp bậc tiên khí, tiên y trên người Dương Bách Xuyên là tiên khí trung phẩm, cho nên ngọn lửa trên người nhanh chóng bị hàn khí dập tắt. Bùm bùm bùm. Lúc này, Dương Bách Xuyên liên tiếp phát ra ba âm thanh trầm đục. Nhưng hắn đã đột phá đến cảnh giới chân tiên sơ phẩm trong một hơi thở. Đột phá từ thiên tiên sơ phẩm đến tiên thượng phẩm cấp rồi đến đại viên mãn, trực tiếp đến cảnh giới chân tiên sơ phẩm. Sức mạnh của ba viên kim nguyên chân đạo đan trong cơ thể đã bị càn khôn đạo nguyên hoàn toàn hấp thu. Đối diện với hắn, Yến Vô Sơn sửng sốt, khó có thể tin nhìn Dương Bách Xuyên. Đây là bị làm sao? Trong mấy phút ngắn ngủi, tiểu tử này đã từ cảnh giới thiên tiên sơ phẩm bước vào cảnh giới chân tiên sơ phẩm. Tốc độ tu luyện này có thể gọi là biến thái. Hơn nữa quan trọng còn đột phá trong lúc đang chiến đấu. Giờ phút này, trong lòng Yến Vô Sơn như rời sông lấp biển. Ông ta đã tế ra tiên khí roi phần thiên, một roi lại đánh cho Dương Bách Xuyên đột phá đến chân tiên cảnh. Trong lòng Yến Vô Sơn cảm thấy hơi nghẹn, cũng thấy không ổn lắm. Am! Lúc này, tình huống không ổn hơn đã xuất hiện. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên ở bên khác, Yến Vô Sơn quá quen thuộc với âm thanh này, đây là âm thanh tu vi đột phá. Ông ta nhìn qua thì thấy Đỗ Kiệt Bân đứng dậy, cả người tản ra khí tức vô cùng to lớn. Hay lắm, không ngờ Đỗ Kiệt Bân cũng đột phá chân tiên cảnh vào lúc này. Giờ Yến Vô Sơn hơi há hốc mồm. Hai kẻ run rế ông ta phải giết chỉ trong chớp mắt đã đều đột phá đến chân tiên cảnh. Mẹ nó thế này còn chơi kiểu gì? Bây giờ, cả sân chỉ có Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân là chân tiên cảnh, còn lại bao gồm cả ông ta đều là thiên tiên cảnh. Đây là chênh lệch cả một cảnh giới lớn, thiên tiên cảnh và chân tiên cảnh, khác một chữ nhưng lại tồn tại khoảng cách tuyệt đối. Bởi vì ở giai đoạn thiên tiên chủ yếu vẫn là tu luyện lực tiên nguyên, dùng lực tiên nguyên để cường hóa nhục thể hoặc nói là tiên thể của bản thân, nói trắng ra vẫn ở tầng cơ sở. Còn chân tiên cảnh thì khác, chân tiên cảnh coi trọng một chữ chân này là mệnh đề lớn của tu tiên đạo. Trở lại nguyên trạng, chân ngã bản tâm bản tính, chân tự tại, đại tự tại, là đại đạo chân chính. Cảnh giới này là tiến dần từng bước trên tiên đạo, cũng là một lần thăng hoa của lực tiên nguyên, khiến lực tiên nguyên trong người càng dày nặng, tinh khiết hơn, cảm ngộ càng gần đại đạo hơn. Cảnh giới leo lên một bậc thang khác, lúc lĩnh ngộ pháp tắc sẽ càng rõ ràng hơn, có thể tìm lực pháp tắc phù hợp với thuộc tính của bản thân v.v. Tóm lại chân tiên cảnh và thiên tiên cảnh không thể so sánh với nhau, chênh lệch quá xa. Trên thực tế, giữa mỗi một cảnh giới tiên đạo đều tồn tại khoảng cách vô cùng lớn, một tiên một thang trời. Lúc này, thực ra trong lòng Yến Vô Sơn đã bắt đầu sợ hãi. Trong tiên phủ đại la có hạn chế cảnh giới, chỉ giới hạn thiên tiên cảnh có thể vào trong. Nếu như ở bên ngoài, kim tiên như ông ta có lòng tin tiện tay đã có thể tiêu diệt khi đối mặt với hai chân tiên. Nhưng tình hình bây giờ lại khác, tình cảnh không đúng. Yến Vô Sơn đã áp chế cảnh giới để tiến vào tiên phủ đại la. Hơn nữa cái giá phải trả rất lớn, bây giờ cho dù ông ta muốn khôi phục lại kim tiên cảnh cũng không thể. Mặt khác, tiên phủ đại la hạn chế cấp bậc cảnh giới của người tiến vào, nhưng nếu đột phá trong tiên phủ đại la thì lại không chịu sự hạn chế của pháp. Tắc thiên đạo, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân đều đột phá đến chân tiên cảnh trong tiên phủ, nên không hề bị ảnh hưởng. Nếu lúc này chém giết, trong lòng Yến Vô Sơn không có chút lòng tin nào, cho. Dù ông ta có kinh nghiệm chiến đấu của kim tiên, nhưng lại không có lợi ích gì ở đây. Dù có thủ đoạn của kim tiên nhưng ông ta lại không thể thi triển dưới sự áp chế cảnh giới. Có điều so sánh ra, dù gì ông ta cũng có thân thể kim tiên, chỉ riêng phòng ngự của thân thể kim tiên đã không phải thứ chân tiên có thể dễ dàng lay động. Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Vô Sơn yên tâm hơn nhiều. Có điều hiện giờ, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân vẫn là phiền phức lớn. Đối mặt với hai cái gai trong mắt, Yến Vô Sơn trầm giọng nói với thiên tiên xung quanh. Mọi người cùng xông lên, nhân lúc cảnh giới bọn họ chưa ổn định, cùng nhau giết chết bọn họ sẽ không thành vấn đề. Trên người hai tiểu tử này có đan dược vô thượng, còn có được rất nhiều pháp bảo của nơi này. Giết bọn họ, mọi người chia nhau tiên đan, pháp bảo trên người bọn họ. Trong lòng Dương Bách Xuyên cười khẩy vì Yến Vô Sơn mặt dày vô sỉ. Quả thật hắn và Đỗ Kiệt Bân vừa vào chân tiên cảnh, nhưng chưa chắc là cảnh giới không ổn định, dù sao bây giờ cả người hắn đều rất thoải mái, cảm thấy sức mạnh vô tận. Trông Đỗ Kiệt Bân cũng không kém. Lúc này,
Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được trong người Đỗ Kiệt Bân có tồn tại sức mạnh đặc biệt, có lực phong lôi, sau khi hắn ta đột phá, khí tức cả người gần như đã hoàn toàn thay đổi. Chắc chắn cũng không phải chỉ trở thành chân tiên bình thường. Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Dương Bách Xuyên nói, Yến Vô Sơn giao cho ta, người khác giao cho ngươi, có vấn đề không? Lúc này Đỗ Kiệt Bân chỉ muốn ngửa cổ lên trời gào to, hắn ta không những gặp họa được phúc, hoàn thành tẩy lễ mở ra phong lôi tiên thể, còn đột phá đến chân tiên cảnh. Bây giờ hắn ta đang ở trong một cảnh giới vô cùng kỳ diệu, đối mặt với thiên tiên đang tới gần, Đỗ Kiệt Bân cảm thấy bản thân giơ tay nhấc chân đã có thể xử lý bọn họ. Đương nhiên hắn ta cũng biết đây chỉ là một trạng thái cảm ngộ sau khi bước vào chân tiên cảnh, nếu thật sự chém giết, đối mặt với mấy chục thiên tiên chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Có điều cũng chẳng sao, dù gì cũng sẽ không khó khăn. Nghe Dương Bách Xuyên nói, hắn ta tự tin cười nói, không thành vấn đề, giao cho ta. Được, ta giết Yến Vô Sơn. Dương Bách Xuyên cũng tràn đầy tự tin. Không ai biết sự thay đổi trong người hắn lúc này, tóm lại bây giờ đối mặt với Yến Vô Sơn, hắn cảm thấy có thể đánh nổ ông ta. Vậy thì giết thôi, vừa dứt lời, Đỗ Kiệt Bân nhìn về phía tiên nhân ở xung quanh, sát ý hừng hực, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ, trong đầu hắn ta hiện ra cảnh Lão Mạc và A Thiện tự bạo. Trên danh nghĩa Lão Mạc và A Thiện là tùy tùng trưởng bối trong nhà phái tới đi theo hắn ta từ nhỏ, bây giờ bọn họ lại tự bạo vì hắn ta, đều là do những kẻ này ép. Mắt Đỗ Kiệt Bân đỏ ửng. Giết! Đột nhiên, Đỗ Kiệt Bân giống giận, hét ra một chữ giết. Quạt xếp trong tay sáng chói, lực tiên nguyên mạnh mẽ bùng nổ, biến thành từng khí lưu tản ra khắp nơi. Đỗ Kiệt Bân đã ra tay trước, hắn ta mang theo sát ý, muốn trả thù cho Lão Mạc và A Thiện. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Yến Vô Sơn, hắn vô cùng chắc chắn bản thân có thể đánh bại Yến Vô Sơn. Trước đó hắn là cảnh giới thiên tiên sơ phẩm cũng có thể chống lại Yến Vô Sơn, bây giờ sau khi bước vào chân tiên cảnh, hẳn lại càng không hề kiêng dè. Dương Bách Xuyên phát hiện càn khôn đạo nguyên trong người cũng có chút thay đổi. Lúc trước sau khi dung hợp năng lượng đen trắng trong bình càn khôn, đạo nguyên của hắn đã biến thành màu đen trắng, nói một cách chính xác là màu lưỡng nghị, là đan âm dương. Sau khi hắn bước vào chân tiên cảnh lại phát hiện trên càn khôn đạo nguyên xuất hiện 4 minh văn, trong đó có một minh văn lóe sáng, 3 minh văn. Còn lại thì ảm đạm không có ánh sáng. Dương Bách Xuyên không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, trong minh văn lóe sáng chứa đựng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa hình như năng lượng này còn không giống lực tiên nguyên, cũng không biết là cái gì, hắn nghĩ đợi sau này tìm hỏi linh hồn của bình càn khôn. Có điều chuyện quan trọng bây giờ vẫn là đối phó Yến Vô Sơn. Lão Mạc và A Thiện đã chết, Dương Bách Xuyên không cần hỏi cũng đoán được là có liên quan tới đám người Yến Vô Sơn. Dương Bách Xuyên có ấn tượng không tệ về Lão Mạc và A Thiện, cũng cảm thấy áy náy, vì theo hắn thấy, Lão Mạc và A Thiện, thậm chí là Đỗ Kiệt Bân đều bị hắn liên lụy. Hắn giết chết người thừa kế của tiên môn đệ nhất thế giới Đại Thanh Thượng Huyền Tiên Môn Yến Ngũ Xích, lúc này Yến Vô Sơn tìm tới chắc chắn là nhắm vào hắn. Lúc trước hắn đã nghe lời chim thần ma tiến vào trong lò luyện đan, đến mật thất dưới lòng đất và có được truyền thừa của kỳ quân tiên nhân, nên khi Yến Vô Sơn tìm tới không phát hiện ra hắn. Tất nhiên lửa giận của Yến Vô Sơn đã trút lên người Đỗ Kiệt Bân, mà Lão Mạc và A Thiện là tùy tùng trung thành của Đỗ Kiệt Bân, dĩ nhiên bọn họ sẽ bảo vệ cho Đỗ Kiệt Bân chạy trốn, cho nên đã hy sinh bản thân. Chỉ đáng tiếc hắn đã ra ngoài chậm một bước. Bây giờ đối mặt với kẻ đầu sỏ Yến Vô Sơn này, Dương Bách Xuyên thầm nhủ trong lòng, Lão Mạc, A Thiện ta trả thù cho các ngươi. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, chợt lách mình xông thẳng về phía Yến Vô Sơn. Yến Vô Sơn chịu chết đi. Lúc này hắn cũng không mượn sức mạnh của Hắc Liên, hoàn toàn điều động sức mạnh trong người, chút vào kiếm đồ long, tiến tới gần. Sau khi tu vi bước vào chân tiên cảnh, mặc kệ là sức mạnh hay tốc độ thì đều đạt đến trình độ bản thân hắn cũng không ngờ tới. Vừa lách mình đã đến chỗ cách Yến Vô Sơn 1 mét, tốc độ chẳng khác nào quỷ mị. Hắn bổ một kiếm về phía Yến Vô Sơn. Yến Vô Sơn cũng bị Dương Bách Xuyên hù dọa, không ngờ tốc độ của tiểu tử này lại nhanh tới mức đó, hoàn toàn vượt qua dự đoán của ông ta. Ông ta biết tốc độ của chân tiên cảnh, chắc chắn không đạt tới tốc độ này, cảm giác bây giờ chỉ riêng tốc độ của Dương Bách Xuyên đã có thể sánh ngang. Với cấp bậc kim tiên, nháy mắt, Yến Vô Sơn đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng vung roi phần thiên trong tay quất đánh kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên. Âm ầm, hai người giao chiến. Trong tiếng nổ vang,
Yến Vô Sơn liên tục lùi về phía sau, roi phần thiên trong tay chấn động, sau đó hỏa diệm và ánh sáng bên trên trở nên vô cùng ảm đạm. Thấy vậy, trong lòng Yến Vô Sơn bắt đầu nhỏ máu, ông ta phát hiện sau một đòn này, roi phần thiên của ông ta đã hiện đầy vết nứt. Đây là tiên khí dùng tiên hồn bản mệnh nuôi dưỡng, bỗng chốc đã bị kiếm của Dương Bách Xuyên đánh trọng thương. Tiên khí bản mệnh nối liền với tiên hồn, tiên khí bị hao tổn, cái bị thương đầu tiên chính là tiên hồn. Cộng thêm lực chấn nhiếp mạnh mẽ hùng hậu, khiến Yến Vô Sơn phun ra máu già. Cả người chấn động, ông ta cảm nhận được thực lực bây giờ của Dương Bách Xuyên đã mạnh tới mức ông ta không dám tưởng tượng. Lúc này, ông ta chắc chắn không phải đối thủ của Dương Bách Xuyên. Nháy mắt bị thương, Yến Vô Sơn đã quay người, dứt khoát bỏ chạy. Ông ta là lão hồ ly kim tiên áp chế cảnh giới, biết ở lại tiên phủ Đại La dây dưa với Dương Bách Xuyên chính là tìm cái chết, nên dứt khoát chạy trốn ra khỏi tiên phủ Đại La. Huynh trưởng Yến Vô Lượng và trưởng lão trong môn đã canh giữ ở ngoài, đến lúc đó cho dù có 10 Dương Bách Xuyên cũng khó thoát cái chết. Thế nhưng Yến Vô Sơn muốn chạy. Dương Bách Xuyên sẽ cho ông ta cơ hội sao? Sao hắn có thể không nhìn ra Yến Vô Sơn muốn chạy chứ? Dương Bách Xuyên hừ lạnh, thúc giục sức mạnh toàn thân, lại lách mình lần nữa, không đuổi theo Yến Vô Sơn, mà lao thẳng đến lối ra của hang núi, chém một kiếm về phía cửa lớn. Âm! Cửa hang núi bị tảng đá lào rào rơi xuống bịt kín, chặn đứng đường đi của Yến Vô Sơn. Còn muốn chạy, không có cửa. Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười, trở tay xuất kiếm với Yến Vô Sơn. Âm ầm ầm. Sau ba kiếm liên tiếp, Yến Vô Sơn hoảng sợ bay ngược về phía sau, đập mạnh. Lên tường đá của đại sảnh, tiên khí roi phần thiên trong tay ông ta đứt thành mấy đoạn. Oa, phụt, đừng giết ta là đệ đệ của môn chủ thượng huyền tiên môn Yến Vô Lượng. Người giết ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Lúc này Yến Vô Sơn bị thương nặng, bắt đầu xin tha. Dương Bách Xuyên híp mắt, thu kiếm đầu long, bước ra một bước lao thẳng tới chỗ Yến Vô Sơn, vung nắm đấm, nói, dù ngươi có là đệ đệ của Diêm Vương gia, tiểu gia cũng giết không tha, chết đi. Lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên vung nắm đấm, bùng ra kim quang sáng chói, trong lòng chợt động trực tiếp thi triển kim cang ân trong thần thông chí tôn, đập mạnh về phía Yến Vô Sơn. Bị trồ. Trong tiếng vang trầm thấp, huyết vụ bắn tung tóe. Yến Vô Sơn trực tiếp bị Dương Bách Xuyên đánh nổ, biến thành huyết vụ. Phù, đã nói muốn đánh nổ ngươi thì sẽ phải đánh nổ ngươi. Nhìn máu loãng thịt vụn trên mặt đất, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Yến Vô Sư bị hắn áp đảo miểu sát, đương nhiên đây là do chiếm được môi trường tiên thiên mới có thể hoàn thành, nếu hắn không bước vào chân tiên cảnh, Yến Vô Sơn cũng không áp chế. Cảnh giới thì sẽ không dễ dàng xử lý ông ta như vậy. Lúc này ở bên khác, trận đấu của Đỗ Kiệt Bân và khoảng 80 thiên tiên vẫn đang diễn ra. Mặc dù tu vi của Đỗ Kiệt Bân đã bước vào chân tiên cảnh, nhưng một mình đối mặt với nhiều thiên tiên như vậy cũng vẫn rất tốn sức. Dù sao bọn họ đều là cảnh giới thiên tiên đại viên mãn. Chân của Dương Bách Xuyên chợt động, cầm kiếm đồ long, nháy mắt đã gia nhập trận chiến. Giờ phút này, Dương Mỗ ra tay giống như sói trong bầy cừu. Về cơ bản, căn cơ của Dương Mỗ mạnh hơn người cùng cấp bậc rất nhiều. Bây giờ sau khi tu vi bỗng chốc từ thiên tiên sơ phẩm đột phá đến chân tiên sơ phẩm, hắn giống như cá gặp nước, đối phó với những thiên tiên này chẳng khác nào một trận tàn sát. Hơn nữa còn có Đỗ Kiệt Bân cũng là chân tiên cảnh, nên càng khủng bố hơn. Hai người phối hợp với nhau, một trận tàn sát nghiêng về một bên bắt đầu. Tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết của trận chiến vang lên không ngừng. Sau khoảng 6 phút ngắn ngủi, trận chiến đã kết thúc. Cả người Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân toàn là vết máu, đương nhiên đây không phải vết máu của bản thân bọn họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cười ha ha. Chúc mừng Xuyên tử, Đỗ Kiệt Bân nói. Lão Đỗ, cũng chúc mừng ngươi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Hai người đều biết là đang chúc mừng tu vi của đối phương. Đỗ Kiệt Bân nói, lần này có thể đột phá đều là nhờ thạch tiên quả ngươi cho, nếu không đây sẽ là một tai họa của ta. Không chết cũng sẽ thành phế nhân. Sao lại nói như vậy? Dương Bách Xuyên hơi tò mò, lúc trước mặc dù hắn từng thấy khí tức khắp người Đỗ Kiệt Bân không đúng, nhưng cũng không có thời gian hỏi han. Ngay sau đó Đỗ Bân đã kể cho Dương Bách Xuyên nghe chuyện xảy ra trong cơ thể hắn ta. Đỗ Kiệt Bân không hề giấu giếm Dương Bách Xuyên điều gì, một là coi hắn như bạn bè, hai là vì hai người đã trải qua thử thách sinh tử, tình bạn càng tăng, cũng không có gì đáng che giấu. Lúc nhắc đến Lão Mạc và A Thiện lần lượt tự bạo, vành mắt Đỗ Kiệt Bân vẫn đỏ lên, quay về phía đại sảnh nói,
Lão Mạc, A Thiện các ngươi có thể yên nghỉ rồi, A và Xuyên Tử đã trả thù cho các ngươi. Sự hy sinh của các ngươi không hề uổng phí, ta đã hoàn toàn mở ra phong lôi tiên thể, còn bước vào chân tiên cảnh. Đỗ Kiệt Bân an ủi hồn thiên của Lão Mạc và A Thiện. Dương Bách Xuyên áy náy nói, xin lỗi Lão Đỗ, là ta liên lụy các ngươi. Còn chưa dứt lời, Đỗ Kiệt Bân đã giơ tay chặn lại, nói, chuyện này không liên quan tới ngươi, Thượng Huyền Tiên Môn trước giờ đều không để ai trong mắt quen rồi, Yến Vô Sơn muốn giết ta, hoàn toàn sẽ không để ý gì hết. Cho dù ngươi không giết Yến Ngũ Xích, hôm nay đổi thành người khác, Yến Vô Sơn cũng vẫn làm như vậy. Ngươi cũng đừng áy náy, tranh đấu giữa tiên môn trong tối ngoài sáng chưa từng dừng lại, hơn nữa ta thấy tên khốn Yến Ngũ Xích kia gai mắt lâu lắm rồi, chết mới tốt. Và lại phúc họa có nhau, cũng vì chuyện lần này ta mới mở thành công phong lôi tiên thể, còn bước vào chân tiên cảnh. Đây coi như là số trời, không liên quan tới ngươi, nhớ kỹ đi lại ở tiên giới, không có gì liên lụy hay không liên lụy, chỉ có thực lực mạnh yếu, nắm đấm mới là đạo lý chân chính. Lúc này trông Đỗ Kiệt Bân trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng nghe hắn ta nói, Dương Bách Xuyên lại thấy có lý. Quả thật mặc kệ là tu chân giới hay tiên giới, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn. Nhược giả không có lý lẽ gì đáng nói. Sau đó Dương Bách Xuyên cũng kể cho Đỗ Kiệt Bân nghe chuyện hẳn tiến vào lò luyện đan lúc trước. Tất nhiên lúc lò luyện đan mở ra là chim thần ma nói với hắn, chuyện này thì không cần phải nói. Còn cả chuyện Dương Bách Xuyên đã có được thanh liên tiên hỏa, hắn cũng không nói, không phải không tin Đỗ Kiệt Bân, mà vì hắn và Đỗ Kiệt Bân đều không tính là cường giả, thanh liên tiên hỏa lại là tiên hỏa xếp thứ ba của tiên giới, không phải chuyện đùa. Mang ngọc mắc tội cũng tồn tại ở tiên giới. Nói ra đều không phải chuyện tốt đối với bản thân hắn và Đỗ Kiệt Bân. Ít nhất, Dương Bách Xuyên cảm thấy không nên nói ra trước khi có thực lực tự bảo vệ tuyệt đối. Đương nhiên cái gì có thể nói thì Dương Bách Xuyên đều nói hết cho Đỗ Kiệt Bân, bao gồm cả ba loại phương pháp luyện đan quan trọng ghi chép trong sách Kỳ Quân Đan. Đợi sau khi kể xong, Dương Bách Xuyên lấy một thẻ ngọc ra giao cho Đỗ Kiệt Bân, nói, Lão Đỗ, ba phương pháp luyện đan hoàn chỉnh ta đều ghi chép ở trong thẻ ngọc, hy vọng có tác dụng với ngươi. Đỗ Kiệt Bân vô cùng cảm động vì Dương Bách Xuyên thẳng thắn đưa thẻ ngọc qua, hắn ta biết ánh mắt của hắn ta không nhìn nhầm, quả nhiên đã kết bạn được một người đáng quý trọng cả đời. Đỗ Kiệt Bân nhận lấy ba phương pháp luyện đan, cũng không khách sáo với Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn ta cần, Thái Thanh Tiên Môn bọn họ cần. Sau khi nhận lấy thẻ ngọc, Đỗ Kiệt Bân hơi kích động, suy nghĩ rồi vẫn nói, Xuyên Tử, mặc dù hơi khách sáo, nhưng ta vẫn phải nói tiếng đa tạ. Ba phương pháp luyện đan này có lẽ có thể khiến Thái Thanh Tiên Môn bọn ta thoát được một kiếp nạn, thậm chí là bước vào một độ cao mới. Nói thật ra thì đây là cơ duyên của ngươi, nhưng ta không thể từ chối. Lần này đã hoàn toàn trở mặt với Thượng Huyền Tiên Môn, đợi sau khi ra ngoài, thậm chí còn liên lụy tới Thái Thanh Tiên Môn bọn ta. Theo sự ngang ngược của Yến Vô Lượng của Thượng Huyền Tiên Môn, tuyệt đối sẽ không chịu để yên, chắc chắn sẽ khai chiến với Thái Thanh Tiên Môn bọn ta. Bọn ta không sợ khai chiến với Yến Vô Lượng, nhưng lại kiêng dè thế lực sau lưng Thượng Huyền Tiên Môn, đó không phải thế lực Thái Thanh Tiên Môn bọn ta có thể đắc tội. Đỗ Kiệt Bân nói đến đây, Dương Bách Xuyên không khỏi ngắt lời, hỏi, thế lực sau lưng Thượng Huyền Tiên Môn. Sao lại nói vậy? Đỗ Kiệt Bân trịnh trọng nói, sở dĩ Thượng Huyền Tiên Môn có thể được xưng là thế lực tiên môn đệ nhất thế giới Đại Thanh Tiên Sơn, không phải vì Thượng Huyền Tiên Môn mạnh mẽ cỡ nào. Cho dù là cao thủ đệ nhất của Thượng Huyền Tiên Môn Yến Vô Lượng cũng chỉ có tu vi Kim Tiên Đại Viên Mãn. Môn chủ của thập đại tiên môn thế giới Đại Thanh Tiên Sơn, ai cũng là Kim Tiên, tu vi của năm môn chủ tiên môn xếp cuối ít nhất cũng là cấp bậc Kim Tiên Thượng Phẩm, năm môn chủ tiên môn xếp đầu đều là cấp bậc Kim Tiên Đại Viên Mãn. Thực lực tiên môn của mọi người không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng Thượng Huyền Tiên Môn chính là tiên môn đệ nhất, bởi vì sau lưng Thượng Huyền Tiên Môn có dựa vào một Hỗn Nguyên Đạo Tiên. Yến Vô Lượng có muội muội là tiểu thiếp của Hỗn Nguyên Đạo Tiên kia, cho nên Thượng Huyền Tiên Môn đã trở thành thế lực đệ nhất Đại Thanh Tiên Sơn. Theo nghĩa nào đó, đắc tội Thượng Huyền Tiên Môn chính là đắc tội với Hỗn Nguyên Đạo Tiên sau lưng Yến Vô Lượng. Hỗn Nguyên Đạo Tiên đấy, đó không phải người Thái Thanh Tiên Môn bọn ta có thể đắc tội nổi. Nói đến đây, giọng điệu của Đỗ Kiệt Bân tràn đầy bất đắc dĩ và cảm thán. Dương Bách Xuyên lại không nhịn được hỏi, Thượng Huyền Tiên Môn có thể dựa vào một Hỗn Nguyên Đạo Tiên? Lẽ nào tiên môn khác lại không được à? Nghe Dương Bách Xuyên nói, Đỗ Kiệt Bân cười khổ, nói, xem ra ngươi đúng thật là gà mờ mới vào tiên giới, không hiểu gì về tiên giới. Ha ha,
có thể ngươi không biết một hỗn nguyên đạo tiên có ý nghĩa thế nào ở tiên giới. Tiên đạo tiên giới có cửu đại cảnh giới, song thăng cấp vượt qua giữa mỗi một cảnh giới khó khăn biết bao, không phải tu chân của tu chân giới có thể so sánh. Ví dụ như thế giới đại thanh tiên sơn, một tiên sơn lớn như vậy, tu vi cao nhất mới chỉ đến cấp bậc kim tiên, hơn nữa kim tiên của cả thế giới đại thanh tiên sơn tổng cộng không quá 20 người. Ngươi nói xem thăng cấp cảnh giới dễ dàng không? Huống hồ là đại la thượng tiên trên kim tiên, trên nữa là hỗn nguyên đạo tiên. Người có thể trở thành hỗn nguyên đạo tiên có thể nói là tồn tại đã có thể đi rất nhiều nơi của tiên giới rồi. Không nói mấy cảnh giới trước kim tiên, nói cái sau kim tiên đi, miêu tả về đại la thượng tiên giống như đại la thành tiên thượng tiên. Hỗn nguyên đạo, tiên thì càng ghê gớm hơn, bước vào hỗn nguyên nói sao làm vậy. Còn tiên vương trên hỗn nguyên thì chính là cao thủ có cả một vùng trời đất. Cứ thế suy ra, cảnh giới tu vi càng cao, thực lực địa vị ở tiên giới càng được tôn sùng. Đối với một hỗn nguyên đạo tiên, tồn tại cấp bậc kim tiên đều chỉ là run rế, có thể nói dưới đại la đều là run rế. Muốn dựa vào một hỗn nguyên đạo tiên đâu dễ dàng như vậy. Nói thật đừng nói là tồn tại hỗn nguyên đạo tiên, cho dù là đại la thượng tiên thì kim tiên cũng chưa chắc đã có thể nhìn thẳng vào mắt. Sở dĩ thượng huyền tiên môn có thể dựa vào hỗn nguyên đạo tiên là vì Yến Vô Lượng có muội muội yêu mị trở thành tiểu thiếp của hỗn nguyên đạo tiên kia. Nếu không hỗn nguyên đạo tiên kia có thể nhìn chúng một kim tiên như Yến Vô Lượng mới lại. Muốn dựa vào một hỗn nguyên đạo tiên không có thủ đoạn xuất chúng, hoặc không lấy ra được thứ có bản lĩnh, thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Những năm này thực ra Thái Thanh Tiên môn bọn ta cũng không rảnh rỗi, cũng đang tìm lối thoát. Hết cách rồi, ở cùng thế giới tiên sơn với Thượng Huyền Tiên môn, nhưng Thượng Huyền Tiên môn làm việc ngày càng không hề kiêng nể, không tìm lối thoát là không được. Nghìn năm trước, ông nội dẫn ta ra ngoài lịch luyện. Từng gặp một hỗn nguyên đạo tiên, chuyện trong người ta có lực phong lôi là vị hỗn nguyên đạo. Tiên kia nhìn ra, ông ấy từng để lại một câu, nếu như có thể mở ra phong lôi tiên thể thì có thể tìm ông ấy để bái sư. Đáng tiếc ta vẫn mãi không mở được phong lôi tiên thể, cho nên không thể đi tìm hỗn nguyên đạo tiên kia. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ta đã mở được phong lôi tiên thể, có tư cách tìm hỗn nguyên đạo tiên để bái sư, đương nhiên nếu ta mang theo ba phương pháp luyện đan này đến. Thì có thể nhờ hỗn nguyên đạo tiên kia ra tay giúp Thái Thanh Tiên môn. Ở tiên giới, có lúc cao thủ càng để ý lợi ích hơn, ngươi cho ta ba phương pháp luyện đan này, đã được giúp ta rất nhiều. Xuyên tử, nếu như ta có thể bái sư thành công, nhất định sẽ đề cử ngươi với vị hỗn nguyên đạo tiên kia, với thiên tư của ngươi, chắc chắn ông ấy sẽ thu nhận ngươi. Còn một điều nữa, ta nghe ông nội nói, hỗn nguyên đạo tiên bọn ta gặp năm đó địa vị phi phàm, không chừng còn là người bên dưới tiên vương nào đó. Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta đều bước vào con đường bằng phẳng rồi. Nói đến cuối cùng, Đỗ Kiệt Bân tràn đầy vẻ mê mẩn. Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười, hắn là người có sư phụ, hơn nữa sư phụ của hắn, ha ha, nói ra sợ sẽ đả kích Đỗ Kiệt Bân, cho nên hắn chỉ cười không nói. Nhưng mà có thể giúp được Đỗ Kiệt Bân, trong lòng hắn cũng rất vui. Tiếp theo, hai người dọn dẹp chiến trường. Thu được hơn 2.000 tiên thạch thứ phẩm và một số tiên đan bình thường trên người của hơn 100 thiên tiên. Một lần phát tài to. Hai người chia đều nhau. Đỗ Kiệt Bân đã có được 3 phương pháp luyện đan, sống chết không cần tiên thạch và đan dược, nhưng Dương Bách Xuyên cứ kiên quyết, nên hắn ta chỉ đành nhận lấy, từ đó tình cảm của hai người lại tiến thêm một bước nữa. Sau đó, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân bổ hang núi, bước ra khỏi lòng đất, trở về mặt đất sau hơn một tuần. Hai người bàn bạc giờ đến lúc nên ra ngoài rồi. Dù sao nên lấy đã lấy được, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, quan trọng là thời gian bế quan của tiên phủ Đại La đã đến. Lúc đi tới lối ra vào, Dương Bách Xuyên đột nhiên dừng lại, hắn chợt nhớ ra lời, Yến Vô Sơn nói trước khi chết, hình như môn chủ Yến Vô Lượng của Thượng Huyền Tiên Môn và một đám trưởng lão đang canh ở bên ngoài tiên phủ Đại La. Dương Bách Xuyên nhớ tới dựa theo những lời Yến Vô Sơn nói trước khi chết. Huynh trưởng Yến Vô Lượng của hắn ta đã dẫn theo một đám trưởng lão Thượng Huyền Tiên môn tới bao vây nơi này, mặc dù không biết tin tức này là thật hay là giả, nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy vẫn nên nghĩ cách ứng phó cho chắc, chứ lỡ là thật mà cứ nghênh ngang bước ra ngoài như vậy thì sẽ chịu thiệt lớn. Sao vậy? Đỗ Kiệt Bân thấy mặt mày Dương Bách Xuyên có hơi khó coi bèn hỏi thăm. Trước khi chết, Yến Vô Sơn từng tiết lộ hiện Yến Vô Lượng đã dẫn theo một đám trưởng lão Thượng Huyền Tiên môn đứng chặn ngay bên ngoài tiên phủ. Để cho chắc thì chúng ta nên nghĩ cách đối phó trước chứ đừng tùy tiện bước ra ngoài, bằng không sẽ gặp rắc rối lớn. Phải rồi, người có biết gì về thực lực tổng thể của Thượng Huyền Tiên môn không? Tu vi các trưởng lão bên đó ra sao?
tình hình tu luyện của đệ tử thì thế nào? Dương Bách Xuyên hỏi Đỗ Kiệt Bân. Đỗ Kiệt Bân ngẫm ngợi rồi đáp, môn chủ Yến Vô Lượng của Thượng Huyền Tiên môn hiện đang là Kim Tiên đại viên mãn, dưới trướng có 5 trưởng lão, một thượng phẩm kim tiên, một trung phẩm kim tiên và 3 sơ phẩm kim tiên, Yến Vô Lượng chính là một trong 3 người đó, tức là bây giờ chỉ còn lại 2 sơ phẩm kim tiên. Ta nghĩ Yến Vô Sơn sẽ không dẫn theo cả 5 người rời khỏi thiên môn, ít nhất cũng phải để 1-2 người ở lại trông chừng, có thể đại trưởng lão thượng phẩm kim tiên của họ sẽ không tới, 3 vị trưởng lão còn lại thì đi theo bên cạnh Yến Vô Lượng. Ngoài ra, trong Thượng Huyền Tiên môn, số người đạt tới cấp chân tiên sẽ không vượt quá con số 20, còn lại hầu hết là thiên tiên, không đủ khả năng đe dọa tới chúng ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ một kim tiên thôi đã đủ khiến chúng ta lên bờ xuống ruộng rồi. Đỗ Kiệt Bân nói với giọng lo lắng vô cùng. Nghe Đỗ Kiệt Bân giải thích xong, Dương Bách Xuyên cũng sinh lòng sầu lo. Thể theo tu vi sơ phẩm chân tiên của hắn hiện tại, đối phó với nửa sơ phẩm kim tiên chắc miễn cưỡng vẫn có đường thắng, nhưng nếu nhiều hơn thì khó mà nói trước được lắm. Trong lúc nhất thời, hai người chẳng nghĩ ra được cách gì hay, không khí cũng theo đó mà chìm xuống. Thấy mọi người có vẻ áp lực nặng nề quá, Dương Bách Xuyên bèn cân nhắc. Một phen rồi bảo, thôi, đừng rối rắm nữa, không chừng Yến Vô Sơn chỉ đang lừa chúng ta thôi, chưa chắc gì bên ngoài đã có Yến Vô Lượng và thuộc hạ của lão mà, dù có thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt thôi. Chỉ bằng đợi lát nữa ra ngoài xem xét tình hình rồi tính tiếp. Nếu có gì đó không đúng, vậy một chữ thôi chạy, tuyệt đối không được tham chiến, dù phải trả một cái giá đắt cũng phải liều mạng bỏ trốn, chỉ cần thoát được kiếp nạn này là ổn rồi, Yến Vô Lượng có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là kim tiên, chưa đến mức đối nghịch được với cả ông trời. Ở đây có 5 quả thạch tiên, các ngươi cầm lấy đi, chắc chắn sẽ có chút tác dụng. Nếu mọi người có thể chạy về tới sư môn, ta nghĩ Yến Vô Lượng sẽ không dám tùy tiện xông tới gây sự. Với cả phong lôi tiên thể của ngươi đã được kích hoạt, cộng thêm có hỗn nguyên đạo tiên làm chỗ dựa, ít nhiều gì Yến Vô Lượng cũng phải e dè thái thanh tiên môn của các ngươi. Từ từ, những lời này của ngươi là có ý gì đây? Sao ta cảm thấy như thể ngươi muốn? Đỗ Kiệt Bân đây không phải loại người sẽ bất chấp mọi thứ mà bỏ mặc bạn bè ở lại đâu, biết chưa? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao cửa sinh cửa tử, chẳng kém một lần này đâu. Với lại, chắc chắn Thái Thanh Tiên Môn đã biết tin Lão Mộ và A Thiện Tự Bạo rồi, kiểu gì cha ta cũng sẽ tới đây giúp một tay, thế nên ngươi hãy đi cùng ta. Nếu gã Yến Vô Lượng đó vô sỉ đến độ muốn giết ngươi trả thù, vậy lão đồ này sẽ cùng ngươi chống lại họ. Bách Xuyên, ngươi không cần lo cho ta, dù ở thế giới Đại Thanh Tiên Sơn này, Thượng Huyền Tiên Môn của hắn là tiên môn đứng đầu thật, nhưng đó là khi Yến Vô Lượng có Hỗn Nguyên Đạo Tiên làm chỗ dựa cơ. Chứ bàn về thực lực thì chưa chắc gì Thái Thanh Tiên Môn đã sợ họ đâu. Đỗ Kiệt Bân ta đây có rất ít bạn bè, tuy mới quen biết ngươi không bao lâu, nhưng tính tình hai ta lại rất hợp, thế nên ngươi đừng làm ra chuyện gì điên rồ, một mình ngươi không chống lại nổi cả Thượng Huyền Tiên Môn đâu. Chờ kiếp nạn này trôi qua, tới khi ta bái sư xong, chúng ta sẽ không cần sợ Thượng Huyền Tiên Môn nữa. Đến lúc đó, hai huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau ngao du tới những tiên sơn lớn hơn nữa. Ở tiên giới này, thế giới Đại Thanh Tiên Sơn chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đỗ Kiệt Bân là người trọng nghĩa khí, cũng biết Dương Bách Xuyên tính gánh vác mọi trách nhiệm, không muốn mình bị liên lụy. Về phần Dương Bách Xuyên, nghe Đỗ Kiệt Bân nói vậy, trong lòng hắn cảm động khôn xiết, nhưng chính vì thế mà hắn mới không muốn Đỗ Kiệt Bân bị kéo. Vào chuyện này, tuy Đỗ Kiệt Bân nói Thái Thanh Tiên Môn sẽ ra mặt, nhưng người của Thái Thanh Tiên Môn có tới hay không vẫn còn là ẩn số. Với cả hẳn còn có sư phụ. Ông già đã về tới tiên giới, nhất định hẳn sẽ tìm được ông già. Thế nên Dương Bách Xuyên thật sự không hy vọng vì mình mà cả Đỗ Kiệt Bân lẫn Thái Thanh Tiên Môn đều bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười, bảo, được rồi mà, hai ta chỉ đang bàn bạc với nhau thôi, đừng nóng nảy quá, tóm lại thì ngươi cứ nghe theo ta là được, bàn về tốc độ chạy trốn, chắc chắn ta nhanh hơn ngươi nhiều, ha ha. Bất nhảm, phong lôi tiên thể của ta cũng đâu phải để trưng. Phong là tốc độ. Lôi là sức mạnh đấy nhé. Đỗ Kiệt Bân không phục phản bác. Hai người đấu khẩu vài câu, cũng nhờ vậy mà bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Kế tiếp, họ nhìn nhau mỉm cười, đi thôi, cũng sắp tới lúc tiên phủ đóng lại rồi, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài mà. Trong tiếng cười giòn giã, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân bật người tiến vào thông đạo. Cũng có thể bọn họ đều đang tự mình dọa mình mà thôi, lỡ đâu bên ngoài Đại La Tiên Phủ chẳng có lấy một bóng người nào thì sao? Bên ngoài Đại La Tiên Phủ,
Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân không hề biết rằng bên kia lối vào hiện đang đông vui như chảy hội. Toàn bộ 8 thế lực của thế giới Đại Thanh Thiên Sơn đều tập trung tại đây. Còn nguyên nhân đằng sau thì, tất nhiên là vì môn chủ Yến Vô Lượng của Thượng Huyền Tiên môn đứng đầu ở thế giới Đại Thanh Thiên Sơn bỗng đích thân rời núi, còn dẫn theo 3 vị Kim Tiên Đại trưởng lão, 20 đệ tử chân tiên tinh anh cùng 300 đệ tử thiên tiên chạy tới canh trước cổng vào Đại La Tiên Phủ. Đây gần như xuất động 90% sức mạnh của Thượng Huyền Tiên môn rồi còn gì. Hiện không ít lời đồn thổi về mục đích của hành động này đã được lan truyền khắp bốn phía. Lý do Yến Vô Lượng làm dùm beng lên như vậy là vì con trai Yến Ngũ Xích của ông ta đã bị giết chết trong Đại La Tiên Phủ, và hung thủ lại là một sơ phẩm thiên tiên tên Dương Bách Xuyên. Đúng là một tin tức chấn động thế giới Đại Thanh. Bởi Yến Ngũ Xích không là con trai của Yến Vô Lượng, mà còn là người thừa kế của Thượng Huyền Tiên môn. Yến Vô Lượng chỉ có đúng một đứa con trai, giờ nó lại bị Dương Bách Xuyên giết chết, thử hỏi sao có thể không điên tiết lên cho được. Tuy Dương Bách Xuyên giết chết Yến Ngũ Xích trong Đại La Tiên Phủ, nhưng làm gì có bức tường nào mà không lọt gió, nhất là khi người chết còn là một nhân vật rất nổi tiếng, cộng thêm xung quanh hiện trường hôm đó có rất nhiều thiên tiên qua lại, vì vậy chuyện này nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Với lại cái danh tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh của Thượng Huyền Tiên môn cũng không phải để trưng. Chuyến này, Yến Vô Lượng gần như dốc hết toàn bộ lực lượng, chuyện lớn như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều thế lực tiên môn rồi. Ngoài ra, lần này còn có rất nhiều đệ tử đến từ các đại tiên môn cũng bỏ mạng tại Đại La Tiên Phủ, và họ cũng đã kịp thời truyền tin về lại tiên môn trước. Khi chết, phần lớn các đệ tử đều chỉ ra rằng họ chết dưới tay Dương Bách Xuyên, ngoài ra còn có người thừa kế Đỗ Kiệt Bân của Thái Thanh Tiên Môn. Bên cạnh đó, quan hệ giữa Đỗ Kiệt Bân và Dương Bách Xuyên cũng bại lộ, giờ không ai không biết Dương Bách Xuyên là do Đỗ Kiệt Bân dẫn vào Đại La Tiên Phủ. Trước tình hình đó, tất nhiên Thái Thanh Tiên Môn sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Đương nhiên trước mắt vẫn chưa thể xác định chắc chắn 100% rốt cuộc quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân là thế nào, liệu Đỗ Kiệt Bân có tham gia chém giết đệ tử của các tiên môn khác hay không. Tất cả phải chờ Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân ra ngoài thì mới xác định rõ ràng được. Dù vậy, đã có không ít thế lực đứng về phía Yến Vô Lượng, hô hào nhất định phải diệt trừ Dương Bách Xuyên. Yến Vô Lượng cũng rất tự tin. Bởi ông ta đã sai đệ đệ Yến Vô Sơn của mình áp chế tu vi để vào Đại La Tiên Phủ, kết liễu mạng sống của Dương Bách Xuyên. Có điều, chẳng bao lâu sau, lệnh bài tiên hồn bản mạng của Yến Vô Sơn bỗng vỡ nát, lệnh bài của các đệ tử cũng tan thành từng mảnh. Chứng tỏ tất cả bọn họ đều đã qua đời, trong số lệnh bài bị vỡ còn có cả những đệ tử tới từ tiên môn khác đã xung phong tiến vào Đại La Tiên Phủ cùng Yến Vô Sơn, tính sơ bộ thì phải hơn 100 người là ít, và tất cả đều đã chết, chẳng còn lấy một ai. Cảnh tượng này khiến các tiên môn có tại hiện trường vỡ òa. Mặt mày Yến Vô Lượng tái mét, ông ta thật sự không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Nhưng trong giây phút cuối cùng, một sợi tiên hồn của Yến Vô Sơn đã kịp truyền lại di ngôn cho Yến Vô Lượng trước khi chết, chỉ có đúng một câu, đó là nhất định phải tiêu diệt Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân. Chỉ một câu, lại chỉ rõ ra rằng hai thằng nhóc Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân chính là mối họa ngầm, tất phải giết chết chúng. Tuy chuyện đệ đệ Yến Vô Sơn và hơn 100 thiên tiên bị tiêu diệt sạch sẽ rất khó chấp nhận, nhưng Yến Vô Lượng càng tin đệ đệ của mình hơn. Mặc dù Yến Vô Sơn đã bị áp chế tu vi, nhưng vẫn là kim tiên hàng thật giá thật, thế mà lại bị hai thằng nhóc giết chết. Mặc dù ông ta cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt, lệnh bài tiên hồn bản mạng của hơn 100 thiên tiên vỡ vụn, chứng tỏ họ đã bỏ mạng. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Yến Vô Lượng như hóa thành thực thể. Ông ta nhếch miệng, híp mắt nhìn môn chủ Đỗ Nhân Kiệt của Thái Thanh Tiên Môn đang đứng cách đó không xa, cạnh khóe, Đỗ môn chủ sinh được một thằng con trai tài giỏi thật đấy. Đỗ Nhân Kiệt sững sờ, ông ta có thể cảm nhận được rất rõ sát ý của Yến Vô Lượng, nhưng đều là kim tiên đại viên mãn với nhau nên ông ta không sợ, thậm chí còn cười khẩy phản bác, Yến môn chủ có ý gì đây? Thái Thanh Tiên Môn cũng có người thiệt mạng cơ mà. Mặc dù không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hai người Lão Mộ và A Thiện mà Đỗ Nhân Kiệt ra lệnh đi theo để bảo vệ con trai mình đã chết vì tự bạo, thế nên câu nói bên trên của ông ta là sự thật. Hơn nữa Đỗ Nhân Kiệt biết rất rõ mục đích lần này con trai Đỗ Kiệt Bân của ông ta dẫn người xông vào Đại La Tiên Phủ là để tìm kiếm mật thất luyện đan. Chưa biết chừng do phân chia lợi ích không đồng đều, dẫn tới nảy sinh mâu thuẫn với những người khác cũng nên. Về phần Dương Bách Xuyên, Đỗ Nhân Kiệt cũng có nghe nói tới, nhưng không mấy quan tâm.
đã có gan bước vào Đại La Tiên Phủ rèn luyện, vậy xui xẻo mất mạng cũng là bình thường, con trai của ngươi bị người ta giết chết, chứng tỏ thực lực của hắn ta không đủ mạnh, thế mà giờ còn quay sang trách người khác, đúng là không biết xấu hổ. Yến Vô Lượng sa sầm mặt, nói, nếu để lão phu biết thằng nhóc tên Dương Bách Xuyên kia là người của Thái Thanh Tiên môn nhân, hoặc con trai ngươi có liên quan tới cái chết của con trai ta, Yến Ngũ Xích, vậy hôm nay ta sẽ không để yên cho ngươi đi. Bớt kéo con trai ta vào chuyện này. Lão Phu nói rồi, Thái Thanh Tiên Môn không có đệ tử nào tên Dương Bách Xuyên cả, tin hay không thì tùy, nhưng khuyên Yến Môn chủ làm việc đừng quá võ đoán, bằng không sao có thể trở thành Tiên Môn đứng đầu Đại Thanh Tiên Sơn đây. Đỗ Nhân Kiệt bình tĩnh trả lời. Ngụ ý, lão Đỗ ta không sợ ngươi đâu, nếu Yến Vô Lượng nhà ngươi cứ khăng khăng ngậm máu phun người, vậy chỉ tổ tự làm bản thân mất mặt mà thôi. Kỳ thật, trong lòng Đỗ Nhân Kiệt cũng âu sầu lầm. Lỡ con trai Đỗ Kiệt Bân nhà mình có một chân trong cuộc sát hại các đệ tử Thượng Huyền Tiên Môn cũng như những thế lực khác thì hôm nay, e là khó mà giải quyết êm xuôi rồi. Nhưng Đỗ Nhân Kiệt chỉ lo chứ không sợ, cùng lắm thì sống mái với bên kia một trận thôi, có gì to tát chứ. Hơn nữa, mấy năm gần đây, Yến Vô Lượng luôn tìm cớ gây rắc ho Thái Thanh Tiên Môn của ông ta, nếu còn nhường nhịn nữa thì sớm muộn gì Tiên Môn cũng sẽ bị Yến Vô Lượng nuốt chừng. Hai đại Tiên Môn hàng đầu khẩu chiến với nhau. Các thế lực khác không dám hó hé câu nào. Với cả Thái Thanh Tiên Môn cũng chẳng phải dạng vừa, nghe đồn Thái Thanh Tiên Môn có quan hệ sâu xa với một vị Hỗn Nguyên Đạo Tiên đấy. Đó cũng là lý do Yến Vô Lượng không dám dễ dàng xuống tay với Đỗ Nhân Kiệt. Có người ra tới kìa. Đúng lúc này, giữa đám đông vang lên tiếng hô to. Đỗ Nhân Kiệt và Yến Vô Lượng cùng quay lại nhìn, bấy giờ, phía lối ra của Đại La Tiên phủ tỏa ánh hào quang rực rỡ, hai bóng người dần dần xuất hiện. Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân vừa bước ra khỏi Đại La Tiên Phủ đã bị khung cảnh đông đúc, tấp nập trước mắt dọa sợ ngây người. Tập trung cảm nhận hơi thở thì mạnh yếu đều có. Đỗ Kiệt Bân nhỏ giọng nói, Bách Xuyên à, rắc rối lớn rồi, lời Yến Vô Sơn nói hình như là. Thật đó, môn chủ Yến Vô Lượng của Thượng Huyền Tiên Môn Ních quả nhiên đã chờ sẵn bên ngoài. Dương Bách Xuyên hướng mắt nhìn theo Đỗ Kiệt Bân, nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đứng. Từ ánh mắt của Đỗ Kiệt Bân. Hắn có thể xác nhận người này chính là môn chủ Yến Vô Lượng của Thượng Huyền Tiên Môn đứng đầu thế giới Đại Thanh Tiên Sơn. Cùng lúc này, dù cách một khoảng xa, nhưng khi Dương Bách Xuyên hướng mắt nhìn về phía Yến Vô Lượng, ông ta cũng trợn trừng mắt nhìn lại họ chằm chằm, hận ý nơi đáy mắt vô cùng dày đặc, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân đã chết cả trăm lần rồi. Mà vẻ mặt quắc thước cùng khí chất cường đại của Yến Vô Lượng cũng ngầm xác nhận đây là một con người vô cùng cao ngạo, bướng bỉnh. Về phần Dương Bách Xuyên, ấn tượng đầu tiên của hẳn với Yến Vô Lượng chỉ có đúng một từ thôi, ngông cuồng. Dương Bách Xuyên đưa mắt nhìn quanh một lượt, Đỗ Kiệt Bân nói đúng, xem ra lần này gặp phải rắc rối lớn rồi. Không bàn đến những người khác, chỉ xét mỗi các cao thủ đứng bên cạnh Yến Vô Lượng thôi nhé, xem chừng đều là người của Thượng Huyền Tiên Môn, số lượng phá trăm, trong đó có hơn 20 chân tiên, 4 kim tiên. Bao gồm cả Yến Vô Lượng, không khác tình báo của Đỗ Kiệt Bân lúc trước bao nhiêu. Nhưng đây là còn chưa kể tới người của các tiên môn khác, nếu Yến Vô Lượng ra mặt nhờ vả, kiểu gì cũng sẽ có người giúp một tay thôi. Mà tính sơ thì ở đây có hơn cả ngàn tiên nhân, cục diện không nhỏ chút nào. Lúc này, Dương Bách Xuyên thật sự sầu chết đi được, vội truyền âm với Đỗ Kiệt Bân, nói, lão đầu này, lát nữa cứ nghe theo ta mà hành động, cũng đừng. Trách ta ra tay quá nặng, xin lỗi ngươi. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Đỗ Kiệt Bân chẳng hiểu mô tê gì cả, người đang nói gì vậy, sao phải xin lỗi. Nhưng vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên đã bất ngờ tung chưởng đánh về phía hắn ta. Bốp! Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, không thể nào trở tay kịp. Vì quá bất ngờ, không kịp đề phòng nên Đỗ Kiệt Bân đã ăn trọn một chưởng của Dương Bách Xuyên, nhưng không phải vì hắn ta bất cẩn, mà vì vốn dĩ hắn ta. Không hề đề phòng Dương Bách Xuyên. Một chưởng này của hắn trúng ngay ngực Đỗ Kiệt Bân, vù một tiếng, cả người Đỗ Kiệt Bân bay ra ngoài, thậm chí còn hộc máu giữa không trung. Hắn ta mở to hai mắt, không dám tin những chuyện vừa xảy ra là thật, Dương Bách Xuyên thế mà lại xuống tay với hắn ta ư. Nhất thời, đầu óc Đỗ Kiệt Bân trở nên trống rỗng, như lọt vào sương mù. Có nằm mơ hắn ta cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, Dương. Bách Xuyên là người bạn mà hắn ta công nhận. Hai người từng cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, thậm chí là phút giây sinh tử. Thế thì tại sao hắn lại ra tay đối phó mình chứ? Ngay lúc Đỗ Kiệt Bân bay ngược ra ngoài, không
không hiểu chuyện gì hết trơn, thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng mắng chửi của Dương Bách Xuyên. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên âm trầm quát, Đỗ Kiệt Bân, ngươi dám gọi nhiều viện binh như vậy tới đối phó ta, được, ta sẽ nhớ kỹ món nợ này, lần sau gặp lại chắc chắn sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên xoay người bỏ chạy. Tận lúc này, Đỗ Kiệt Bân mới nghĩ thông suốt mọi chuyện, lý do Dương Bách Xuyên bất ngờ đánh hắn ta một chưởng, là vì muốn phân rõ giới hạn với hắn ta, hay nói đúng hơn là không muốn liên lụy tới hắn ta. Bởi suy cho cùng thì người giết chết Yến Ngũ Xích là Dương Bách Xuyên, chứ không phải Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên, mà cha nhà ngươi. Sau khi hiểu ra, Đỗ Kiệt Bân tức giận mắng lớn, trong lòng lại vô cùng cảm động. Thế nào là bạn bè chí cốt? Chính là như Dương Bách Xuyên vừa làm đấy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều lo lắng cho đối phương. Miệng thì chủ yếu mắng hắn, nhưng hai mắt Đỗ Kiệt Bân lại ửng đỏ, lòng thấy ấm áp vô cùng. Hắn ta rất cảm động vì sinh thời có thể gặp được một người bạn tốt như Dương Bách Xuyên. Đồng thời, Đỗ Kiệt Bân cũng cảm thấy tức điên lên được, đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt với khó khăn, thế mà Dương Bách Xuyên nhà ngươi lại hành động thế này là sao? Tưởng Đỗ Kiệt Bân ta đây là một kẻ thích bỏ gánh giữa chợ hả, xem thường. Nhau quá rồi đấy. Đương lúc Đỗ Kiệt Bân tính mở miệng giải thích thì đã quá muộn, bởi vì Yến Vô Lượng đã ra tay rồi, ông ta chĩa thẳng mũi dùi về phía Dương Bách Xuyên, danh con, ngươi là Dương Bách Xuyên đúng không? Yến Vô Lượng vừa nói, vừa phất tay ra hiệu để một kim tiên bên cạnh mình tiến lên chặn đường hắn. Về phần Dương Bách Xuyên, kỳ thật hắn đã biết sẽ không thể nào dễ dàng chạy trốn được. Chỉ cần không liên lụy tới Đỗ Kiệt Bân là tốt rồi, bèn dứt khoát đứng yên tại chỗ, hét lớn, là ta. Ha ha, cũng có chút khí phách đấy, dám dũng cảm thừa nhận, tốt lắm, ta tên Yến Vô Lượng, hẳn ngươi cũng biết lý do bổn tọa tìm tới ngươi nhỉ. Yến Vô Lượng híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là lúc tính nợ nần, thế nên Dương Bách Xuyên vô cùng thức thời bảo, biết chứ, ta không chỉ giết con trai Yến Ngũ Xích của ngươi, còn giết luôn đệ đệ Yến Vô Sơn, à, phải rồi. Ngoài ra còn vô số đệ tử tiên môn nữa, ha ha, bớt nói nhảm đi, có bản lĩnh thì thử tới giết ta xem, còn không thì để yên cho ta đi. Những phát ngôn bốc đồng của Dương Bách Xuyên đã khiến Yến Vô Lượng sững sờ, nhất thời không kịp hoàn hồn. Theo cốt truyện thường gặp thì phải là tên nhóc này vội quỳ xuống cầu xin tha thứ chứ. Giết người mà còn dám lớn lối như vậy sao? Đúng là không thèm để Yến Vô Lượng, tiên nhân mạnh nhất thế giới Đại Thanh Tiên Sơn này vào mắt mà. Các tiên nhân khác có mặt tại hiện trường cũng phải hãi hùng trước giọng điệu ngông cuồng của Dương Bách Xuyên. Trong đầu rất nhiều người hiện lên hai câu nói hoàn toàn trái ngược nhau. Dương Bách Xuyên đúng là người quân tử, dám làm dám chịu. Dương Bách Xuyên là một tên ngốc, bị dọa ngu người rồi. Và đương nhiên, Đỗ Nhân Kiệt đang có mặt tại hiện trường cũng khế thở phào. Nhẹ nhõm, nhờ một trưởng của Dương Bách Xuyên mà Đỗ Kiệt Bân có thể phân rõ giới hạn với hắn. Sau này nếu Yến Vô Lượng muốn tìm con ông ta kiếm chuyện cũng chẳng có lý do, bởi con ông ta hoàn toàn không có quan hệ gì với Dương Bách Xuyên cả. Với Đỗ Nhân Kiệt, nếu có thể không phải đối đầu với Yến Vô Lượng và toàn bộ Thượng Huyền Tiên Môn là tốt nhất, bởi đằng sau Yến Vô Lượng còn có một Hỗn Nguyên Đạo Tiên chống lưng, cộng thêm tiểu thiếp của Hỗn Nguyên Đạo Tiên chính là muội muội của Yến Vô Lượng, có tầng quan hệ này tồn tại nên kỳ thật, Đỗ Nhân Kiệt khá là e ngại Yến Vô Lượng. Mặc dù Thái Thanh Tiên Môn bọn họ cũng có chút quan hệ với Hỗn Nguyên Đạo Tiên, thậm chí trong tương lai, có thể con trai sẽ bái người đó làm sư phụ, nhưng điều kiện cần là con trai Đỗ Kiệt Bân của ông ta có thể luyện được Phong Lôi Tiên Thể Cơ, và trước khi điều đó xảy ra, vị Hỗn Nguyên Đạo Tiên ấy sẽ không vươn tay trợ giúp Thái Thanh Tiên Môn bọn họ đâu. Thế nên chuyện vừa xảy ra tựa như liều thuốc an thần, nhờ đó mà Đỗ Nhân Kiệt có thể thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên với sự sói đời của mình, ông ta cũng đã nhận ra rằng có vẻ Dương Bách Xuyên cố tình đánh Đỗ Kiệt Bân một trường, rõ ràng là không muốn kéo con trai ông ta xuống nước cùng. Nghĩ tới đây, Đỗ Nhân Kiệt càng thêm thưởng thức và có hảo cảm với Dương Bách Xuyên. Nhưng chỉ vậy thôi chứ không hơn, bởi ông ta không thể vì một Dương Bách Xuyên mà làm liên lụy tới cả Thái Thanh Tiên Môn được, đó không phải chuyện một môn chủ tiên môn nên làm. Cùng lắm thì hôm nay ông ta sẽ xem rồi ra tay giúp Dương Bách Xuyên một chút, nhưng thứ nhất là chỉ trong phạm vi năng lực của mình. Và thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, đó là không đối đầu trực diện với Yến Vô Lượng. Nhưng chuyện này khó mà làm được. Vì thế, khi thấy trên mặt con trai hiện rõ vẻ sốt ruột, Đỗ Nhân Kiệt vội bật người lao tới, tính ngăn cản hắn ta. Cha, cha tới thật đúng lúc, mau giúp Bách Xuyên một tay đi ạ, hắn là bạn thân của con. Kỳ thật,
Đỗ Kiệt Bân đã nhìn thấy cha mình là Đỗ Nhân Kiệt và mọi người trong sư môn từ trước rồi, có điều vừa bước tới cổng đã bị hành động của Dương Bách Xuyên làm cho rối bời cả lên, không kịp tiến tới chào hỏi, giờ thấy cha lại gần, Đỗ Kiệt Bân mới vội vàng xin xỏ. Hồ đồ, với khí thế của Yến Vô Lượng hôm nay, con nghĩ vi phu có giúp nổi không? Có thể bảo vệ con an toàn thôi cũng đã may mắn lắm rồi đấy. Đỗ Nhân Kiệt trầm giọng răn dậy. Nhưng lại bị Đỗ Kiệt Bân cắt ngang, hắn ta sốt ruột bảo, cha à, Bách Xuyên làm vậy là vì không muốn con bị liên lụy. Đỗ Nhân Kiệt mắng, tất nhiên vi phụ cũng nhận ra chuyện đó, con tưởng những người ở đây mù hết hay sao? Nếu con biết Dương Bách Xuyên vì không muốn liên lụy tới con mà tự nguyện hy sinh chính mình để bảo vệ con, vậy con càng không được nhúng tay vào. Con trai à, hôm nay Yến Vô Lượng kéo hơn 90% sức mạnh của Thượng Huyền Tiên Môn tới đây, chứng tỏ lão ta đã quyết tâm giết chết hắn. Nhưng không chỉ mỗi Dương Bách Xuyên thôi đâu, mà cả con cũng nằm trong tâm ngắm đó, vốn lão ta đang rất bực vì không kiếm được cớ để ra tay với con, với Thái Thanh Tiên Môn chúng ta rồi, lúc này con tuyệt đối không được sang bậy, nếu khai chiến thật thì tính mạng của hơn nghìn người Thái Thanh Tiên Môn chúng ta sẽ bị cuốn vào đó. Đỗ Kiệt Bân nổi điên quát lớn, chiến thì chiến, chẳng lẽ Thái Thanh Tiên Môn chúng ta lại sợ Thượng Huyền Tiên Môn của lão già đó? Từ số lượng đến chất lượng, có mặt nào Thái Thanh Tiên Môn thua kém Thượng Huyền Tiên Môn bọn họ đâu? Ha ha, phía sau người ta có Hỗn Nguyên Đạo Tiên chống lưng cho, còn quan hệ giữa Thái Thanh Tiên Môn chúng ta, ông nội của con và vị Hỗn Nguyên Đạo Tiên mà con từng gặp thế nào, chính con là người biết rõ nhất, chẳng lẽ người thật sự muốn kéo hơn 1.000 đồng môn Thái Thanh Tiên Môn xuống nước sao? Đỗ Nhân Kiệt tức giận hỏi. Lúc này, Đỗ Kiệt Bân dứt khoát khởi động phong lôi tiên thể của mình, muốn dùng sự thực để chứng minh cho Đỗ Nhân Kiệt thấy, dùng chính phong lôi tiên thể của hắn để thuyết phục cha mình. Sau khi Đỗ Kiệt Bân kích hoạt phong lôi tiên thể, Đỗ Nhân Kiệt trợn trừng hai mắt, há hốc miệng, lắp bắp, con trai, con thành công rồi sao? Trước giờ, phong lôi tiên thể của Đỗ Kiệt Bân luôn là bí mật cũng như hy vọng lớn nhất của Thái Thanh Tiên Môn, bởi nhờ nó, họ có thể nương cậy vào một vị Hỗn Nguyên Đạo Tiên còn mạnh hơn vị đứng sau Yến Vô Lượng. Tiếc là hơn 1.000 năm qua, Đỗ Kiệt Bân vẫn không thể luyện thành phong lôi tiên thể. Nhưng hiện tại, lúc Đỗ Nhân Kiệt tập trung quan sát kỹ hơn thì lại ngây ngẩn cả người. Bởi ông ta phát hiện đứa con Đỗ Kiệt Bân của ông ta không chỉ thành công khai phá được phong lôi tiên thể, mà tu vi cũng tăng lên đáng kể, bước vào cảnh giới chân tiên. Phát hiện này khiến Đỗ Nhân Kiệt mừng như điên. Cha, thế này đã đủ để thuyết phục được cha chưa? Con xin báo cho cha hay. Con trai của cha có thể thành công tu luyện được phong lôi tiên khí, còn may mắn tiến cấp, bước vào chân tiên cảnh, đều là nhờ công lai của Dương Bách Xuyên. Hắn không chỉ cứu mạng con, mà còn giúp con rất nhiều trong việc khai phá ra phong lôi tiên thể. Nói cách khác, Dương Bách Xuyên chính là công thần của Thái Thanh Tiên Môn chúng ta. Cha, từ nhỏ cha đã dạy con làm người phát biết tri ân báo đáp, trên con đường tu tiên này, nếu gặp được một người mà con có thể giao lưng lại cho người đó. Có vì nghĩ cho đối phương mà mặc kệ sự sống chết của bản thân, thì hãy liều cả mạng để giữ lấy. Giờ con trịnh trọng báo cho cha hay, Dương Bách Xuyên chính là người bạn đó. Vì không để con bị dính líu vào chuyện này, hẳn đã ôm toàn bộ trách nhiệm lên người mình, hẳn là một bậc quân tử, nên Đỗ Kiệt Bân con đây cũng muốn làm một người quân tử. Hiện Bách Xuyên đang bị người của Yến Vô Lượng bủa vây, tính mạng bị đe dọa, nếu chúng ta không ra tay, chắc chắn hẳn sẽ bị ép chết. Cha, con cầu xin cha. Cứu huynh đệ của con đi. Đỗ Kiệt Bân nói nguyên một hơi dài, còn dương mắt khẩn cầu nhìn Đỗ Nhân Kiệt. Bấy giờ, Đỗ Nhân Kiệt nhìn con trai mình một hồi, yên lặng lắng nghe hắn ta nói, mắt cũng ngày càng sáng, cuối cùng phá lên cười, tốt, tốt lắm, con ta trưởng thành rồi, sau này Thái Thanh Tiên Môn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tay con cho. Xem, được, hôm nay cha sẽ quyết chiến một phen với Yến Vô Lượng. Tạm bỏ qua cuộc đối thoại giữa hai cha con Đỗ gia ở bên này, phía bên kia. Cuối cùng Yến Vô Lượng cũng hoàn hồn, ông ta trợn đôi mắt tựa loài rắn độc của mình lên, nhìn Dương Bách Xuyên chằm chằm, đồng thời trầm giọng nói, nhãi danh, người không biết chữ CS, S thế nào đúng không? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, biết chứ, còn biết viết ngược nữa kìa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.